Khi mà sử dụng cái cúc cúc này thì tôi cảm thấy là thứ nhất là nó giải quyết cho tôi rất nhiều cái lợi ích, mà tức là mang nhiều rất là lợi ích so với từ trước khi tôi sử dụng. Thứ nhất là cái kiểm soát được dòng tiền của mình. Cái dòng tiền của mình là bao giờ kiểm soát rất tốt. Tức là không bị thao hụt này, không bị thất thoát đồ này. Có thể biết được ngay sau ca hàng ngày mình thu được bao tiền. Một ngày là mình bán được bao nhiêu, một tháng bán được bao nhiêu. Lợi nhuận trong tháng này thu chi như thế nào. Cái việc thứ hai nữa là tất cả đầu hàng, nhập xuất, mọi thứ rất là đơn giản. Giúp cho mình là những cái việc order, khi mà ghi món, gọi món cho khách, trả món, tất cả đều sắp xếp trên tab. Nó rất là thuận tiện, không bao giờ bị nhầm lẫn đồ. Đấy, mà đồ ra rất là nhanh, chuẩn, không bị nhầm lẫn giữa bàn ở bàn kia. Và cái thứ ba nữa là thanh toán xong thì cứ thường thường là cứ cho khách xem lại để đảm bảo cái việc là mình trung thực. Mình chỉ có một lời khuyên nho nhỏ là nên sử dụng, bởi vì nó đáp ứng cho mình rất nhiều thứ. Thứ nhất là nguồn tài chính, thứ hai là việc order rất là nhanh nhẹn, và thứ ba là kiểm soát được mọi thứ trong một cái hệ thống mà mình cảm thấy là nó rất là dễ dùng. Đối với tất cả các quán vỉa hè nói chung thì theo mình là nên sử dụng, bởi vì là một cái chi phí mà bỏ ra tính theo tháng, như cái quán mình đang sử dụng chỉ mất có 200.000 một tháng, thì chia nhỏ ra mỗi một dòng ngày chỉ mất có 7.000 tiền phí. Với cái việc là mỗi ngày mình có thể bị thất thoát hàng 100.000 đến vài chục thôi, nhưng khi nhân vào với một chi phí vào một tháng thì các bạn sẽ thất thoát rất là nhiều. Mình thì mỗi ngày bỏ ra 7.000 thì nó quá là nhỏ so với cái mức một cái cửa hàng mình bỏ ra, kể cả vỉa hè, quán bún hay là bất kể một cái gì đó, quán phở thôi. Nên sử dụng, bởi vì nó sẽ kiểm soát cho mình rất nhiều thứ. Mình cảm rất là hài lòng, cảm thấy rất là hợp lý với cái nhu cầu của mình.